Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã đại diện phía Việt Nam tiếp nhận 100.000 đô la của Hội chữ thập đỏ Campuchia do phu nhân Thủ tướng Hun Sen, bà Bunrani làm chủ tịch tặng Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Tiếp nhận 50.000 đô la Mỹ của Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam do Phó Thủ tướng Men Sam An làm chủ tịch tặng Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia để giúp nhân dân Việt Nam chống dịch. Cũng trong sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia York Sambas được sự ủy quyền của Thủ tướng Hun Sen đã trao quà hỗ trợ của chính phủ Campuchia cho phía Việt Nam gồm 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 đô la Mỹ để góp phần giúp Việt Nam phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng.